Ok và hello chào các bạn, mình là Gà đây và chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Thì hôm nay mình quay trở lại với tựa game Shipwreck ha, và mình vừa tìm được một cái link. Cái video này mình xem từ VDS ha các bạn ha. Mình sẽ chỉ các bạn cách chúng ta cướp ngân hàng và chúng ta nhận được tiền thành công mà không cần phải thoát ra khỏi ngân hàng đó ha. Đầu tiên chúng ta cần phải tới ngân hàng các bạn ơi. Ở trong Shipwreck thì mỗi khi chúng ta đi cướp tiền, nhất là cướp ngân hàng thì chúng ta rất sợ cảnh sát họ chui vào, họ bắn chúng ta hay là họ arrest chúng ta, tức là họ bắt chúng ta bỏ vào tù ha. Khi đó thì chúng ta sẽ không cướp được tiền thành công. Ok, tới ngân hàng rồi và hiện tại ngân hàng chưa mở cửa ha các bạn ha. Thì chúng ta cứ chờ thôi. Chúng ta đi xuống dưới, chúng ta chờ tới tối để chúng ta có thể cướp được ngân hàng ha. 2000 years late. Ok, thì sau khi ăn uống ngủ nghỉ cà phê các kiểu thì cuối cùng ngân hàng cũng mở cửa các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chúng ta cướp ngân hàng nào. Bò lên nè. Đặt này nè mai nè, cho nó nổ nè. Cứ bình tĩnh, tất cả hãy bình tĩnh. Nổ, nổ đi, nổ đi, nổ đi. Nổ rồi. Ok. Các bạn nhớ check in nha. Nhớ phải check in nha các bạn. Đấy, như thế này. Hôm bữa mình livestream mình làm event, nhiều bạn nhắc mình phải check in nha. Rồi chúng ta cứ vào cướp ngân hàng bình thường thôi. Chỗ này khá là cẩn thận. Rồi. Đặt cái lựu đạn nè. À, đặt mìn chứ. Lựu đạn thì hơi kỳ ha. Việc này cũng bình thường á, chúng ta cứ vào cướp ngân hàng bình thường thôi. Rồi. Chờ cho nó cướp nào. 1000 tiền. Khi các bạn upgrade lên thì được 3000 tiền á, mà mình không có mua game pass ha, cho nên mình chỉ tối đa được 1000 tiền thôi. Tại vì á, mình nói là mình chơi cái game này không nhiều ha, và cũng chơi rất là gà. Đấy, cướp full tiền rồi, giờ chạy ra thôi. Ồ, đóng cửa rồi, thì chúng ta cứ đặt mai lại ha các bạn ha. Cho nó nổ ra một lần nữa. Và cái góc click của tựa game này nó nằm phía sau cánh cửa này ha. Để nó nổ ra đã. Đó, như bây giờ các bạn thấy thì thường thường các bạn phải chạy ra khỏi ngân hàng các bạn mới hoàn thành cái việc là cướp 1000 tiền đúng không? Thì giờ mình đứng ở đây nè, mình chuyển góc nhìn thứ nhất ha. Cái góc click nằm đây các bạn, ngay chỗ góc vuông từ trên nhìn xuống dưới này ha. Chúng ta chuyển qua góc nhìn thứ nhất. Đấy. Chúng ta lùi một tí và chúng ta nhảy ngược lại ha các bạn ha. Chúng ta lùi lại một tí, xong chúng ta nhảy lên như thế này, lùi vào sát góc vuông này nè. Chúng ta nhảy như thế này. Như bạn vừa thấy mình vừa cướp được đây, rồi sau đó chúng ta cứ chạy ra ngoài thôi. Thì cái việc này sau khi cảnh sát bắt được chúng ta thì cũng không có gì quan trọng cả, vì chúng ta đã cướp được ngân hàng thành công rồi ha. Ok, và vừa rồi mình đã chỉ các bạn cách chúng ta có thể cướp thành công ngân hàng mà không cần phải thoát ra khỏi ngân hàng ha các bạn ha. Các bạn cứ chuyển về góc nhìn thứ nhất, lùi lại ngay chỗ góc vuông đó và nhảy đi lùi lại một cái. Và mình sẽ dừng video tại đây ha, và cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.